Sáng 6 tháng 1 năm 2022, tàu hộ vệ Bayern của Hải quân Đức đã cập bến cảng Nhà Rồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tàu chiến Đức đầu tiên thăm Việt Nam. Tham dự lễ đón có Trung tá Nguyễn Anh Đức, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, đại diện Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh và ông Guido Hühner, đại sứ Đức tại Việt Nam. Việc đón tàu được thực hiện nghiêm ngặt theo các văn bản của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam và quy định về quản lý hoạt động hàng hải, các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến hải trình của tàu hộ vệ Bayern tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nhấn mạnh hợp phần chính sách an ninh trong định hướng Ấn Độ Dương Thái Bình Dương do chính phủ liên bang thông qua vào tháng 9 năm 2020 nhằm tăng cường vai trò của Đức với tư cách là một bên tham gia kiến thiết và một đối tác tại khu vực này. Wir sind sehr froh, dass die Fregatte Bayern Ho Chi Minh Stadt besucht. Es ist der erste Besuch eines Schiffes der deutschen Marine in Vietnam. Zum einen ist es Ausdruck der hohen Qualität der Partnerschaft zwischen Vietnam und Deutschland, eine Partnerschaft, die wir weiterentwickeln wollen. Zum anderen zeigt dies auch das Engagement Deutschlands in der Region des Indopazifik. Die Region des Indopazifik wird immer wichtiger für die ganze Welt und deshalb wollen wir uns hier stärker engagieren, mehr Präsenz zeigen und auch mit unseren Partnern intensiver zusammenarbeiten. Ein wichtiger Teil ist der gemeinsame Einsatz für die internationale regelbasierte Ordnung. Với 232 thủy thủ trên tàu, khinh hạm khởi hành từ quân cảng Wilhelmshaven thuộc vùng Hạ Saxony của Đức đến khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Toàn bộ hành trình kéo dài 7 tháng và khinh hạm Bayern cũng trở thành tàu chiến Đức lần đầu tiên quay lại Biển Đông sau gần 2 thập niên. Trước khi đến cảng thành phố Hồ Chí Minh, tàu Bayern lần lượt đến vùng biển Sừng Châu Phi, Pakistan, Úc, Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Các chặng đường tiếp theo trên hành trình trở về Đức dự kiến sẽ là Sri Lanka và Ấn Độ. Tàu hộ vệ Bayern là một trong 4 tàu thuộc lớp Brandenburg được đưa vào hoạt động vào năm 1996. Hiện tàu trực thuộc hạm đội khinh hạm số 2, đóng quân tại cảng Wilhelmshaven, cũng là cảng nước sâu duy nhất của Đức. Khinh hạm có lượng giãn nước 4.700 tấn, chiều dài 138,8 m, sườn ngang 16,7 m. Lớp tàu này chủ yếu thực hiện nhiệm vụ săn ngầm, nhưng cũng có thể được triển khai cho các nhiệm vụ khác và phòng không. Tốc độ tối đa của tàu là hơn 29 hải lý, tức khoảng 54 km/h. Dự kiến chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh của chiến hạm Đức bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 9 tháng 1 năm 2022.